Thích Nguyễn xin kính chào quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay khi mà nghe thông tin cái người đàn ông tên là Vinh mang cái di hài của mình từ di hài của vợ mình từ cái chỗ trồng farm để về một cái ngôi chùa nào đó ở Toronto, thì chính khi đó bác sĩ Trần và Ngân đang ở với nhau ở tại nhà Ngân, thì lúc này Ngân đã đề nghị với bác sĩ Trần cùng đi với mình. Tuy nhiên khi biết tin là ở tại ngôi chùa đó thì hiện nay là đang ở đó có mặt Tuấn và ông David James, thì lúc đó bác sĩ Trần đã khước từ, phải nói là đi có công việc. Thì cũng vào thời điểm đó, khi mà Ngân đi đến ngôi chùa thì bác sĩ Trần đã đến ở chỗ nhà Tám Trang. Các bạn đã biết đó, trong một thời gian dài vừa qua, bác sĩ Trần đã không đến nhà Tám Trang rồi. Nếu mà tính chính xác, kể từ khi gia đình nhà Tám Trang đến chỗ nhà thầy Gió Tân, không biết là bác sĩ Trần đã đến đó lần nào hay chưa. Thực sự là Tuyết cũng không nhớ nữa. Nếu có đến thì chắc cũng chỉ đến một lần. Nếu mà Tuyết không nhớ nhầm là như vậy. Và chiều ngày hôm nay thì bác sĩ Trần bất ngờ đã đến chỗ nhà Tám Trang. Thì khi mà thấy bác sĩ Trần đến nơi, thì Tám Trang đang ở ngoài vườn. Mà khi gặp bác sĩ Trần thì tự nhiên Tám Trang hoảng loạn là chạy vào trong nhà. Ở đây các bạn biết là hiện tại là gia đình là Tám Trang chỉ còn lại ba người, bởi vì trước đó thì có vợ chồng bác Thảo Nguyên ở đây nhưng mà đã bay về trên Barbata vào ngày hôm qua rồi. Chính vì vậy chỉ có ba người mà thôi. Thì trong cái lúc mà bác sĩ Trần xuất hiện thì Tám Trang nhìn thấy bác Trần thì không hiểu tại sao cả, thì cứ chạy vào trong nhà. Thì cha mẹ của Tám Trang cũng không hiểu lý do gì. Các bạn biết rằng ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, chính vì vậy là cha của Tám Trang cũng ở nhà. Bình thường thì ông ấy sẽ đi làm nhưng mà hôm nay lại nghỉ ở nhà. Và sau khi mà bác sĩ Trần gần lại Tám Trang hỏi là tại sao con mà chạy như vậy, có cái vấn đề gì hay sao, thì lúc đó Tám Trang đã hốt hoảng nói cái chuyện gì đó mà chính cha mẹ của Tám Trang nghe cũng không rõ. Đại khái cái câu chuyện giữa bác sĩ Trần và Tám Trang nó liên quan tới câu chuyện tiền bạc, mà số tiền là 50.000 đô. Có vẻ như là Tám Trang, các bạn nhớ lại trước đây khi mà Tám Trang muốn cha của mình trở về Việt Nam, thì lúc đó bác sĩ Trần đã cho ông Năm là 50.000 đô để với mục đích là đưa ông Năm trở về Việt Nam. Trong khi đó thì Tám Trang lại đã có một lần nhắc tới số tiền này rồi. Các bạn còn nhớ không ạ? Tuyết cũng không nhớ chính xác, nhưng mà một cái lúc nào đó Tám Trang đã từng nói với bác sĩ Trần rằng là con không thể làm theo lời bác, và nếu bác cần thì con sẽ bảo gia đình nhà con trả lại bác 50.000 đô đó. Có nghĩa là cái số tiền 50.000 đô mà bác sĩ Trần cho gia đình nhà Tám Trang trước kia, có vẻ như là trước khi mà cho thì bác sĩ Trần ra một điều kiện gì đó với Tám Trang. Và đến khi hôm nay khi mà nhận ra bác sĩ Trần tiếp cận với mình thì Tám Trang đã hoảng hốt chạy trốn. Có vẻ như Tám Trang nghĩ rằng bác sĩ Trần đang đến đòi nợ cái số tiền 50.000 đô đó, bởi vì Tám Trang trong thời gian vừa qua chưa thực hiện lời hứa với bác sĩ Trần. Câu chuyện này vẫn là một cái bí hiểm rất là chưa ai có thể tìm được hiểu ra. Trong khi đó khi mà mọi người hỏi Tám Trang thì Tám Trang không trả lời được. Ở đây có lẽ rằng là Tám Trang vẫn là giấu giếm một cái bí mật gì đó và đã có một lời hứa gì đó với bác sĩ Trần mà chỉ có hai người biết được mà thôi. Trong khi đó các bạn cũng nhớ một cái chi tiết mà đã có tới 2-3 lần Tám Trang luôn luôn nhắc Sinh Viên Hồng rằng không được đến nhà bác sĩ Trần, không được đến nhà riêng của bác sĩ Trần. Ở đây rõ ràng rằng trong cái câu chuyện này nó liên quan tới câu chuyện hôm mà chính hôm Tám Trang đến nhà bác sĩ Trần, và từ cái câu chuyện đó thì Tám Trang đã ngả theo bác sĩ Trần. Trong khi đó các bạn biết rằng là cha mẹ của Tám Trang cũng không thích bác sĩ Trần đâu, nhưng vì bác sĩ Trần là người giúp gia đình nhà Tám Trang nhiều quá cho nên là ông bà Lâm vẫn rất là lịch sự khi mà gặp bác sĩ Trần, ở đây rất là tôn trọng. Lý do tại sao các bạn biết đó, chính cái số 100.000 đô mà trước đây Ngân đã giúp gia đình nhà Tám Trang cũng là do cái sự gợi ý của bác sĩ Trần, đúng không ạ? Và sau này lại giúp 50.000 đô nữa, thì tất cả là đều do bác sĩ Trần giúp đỡ cả. Trong khi đó trong câu chuyện mà gia đình nhà Tám Trang từ ngày đi sang đây thì bác sĩ Trần cũng rất nhiệt tình. Chỉ có mỗi một cái câu chuyện mà bác sĩ Trần đưa Tám Trang lên trên thác nước Legada để rước hồn bà Ngọc Trinh đó thì bị quý khán thính giả phản đối mà thôi. Còn thì tất cả những câu chuyện khác thì hầu như người ta đều cảm thấy rằng bác sĩ Trần là một người rất nhiệt tình và ai ai cũng phải cảm ơn bác sĩ Trần. Lý do tại sao vậy? Lý do bởi vì công việc gì thì bác sĩ Trần cũng sẵn sàng lao vào để giúp đỡ mọi người. Ngay cả một người như là rất ghét bác sĩ Trần, đó chính là Nguyệt, đúng không ạ? Thì bác sĩ
sĩ Trần cũng đứng ra để lo tổ chức đám cưới cho Nguyệt. Thì nói đơn giản lại, bác sĩ Trần là một người khiến cho người ta rất là lễ phục, bởi vì ai bác sĩ Trần cũng giúp, và khi giúp là giúp nhiệt tình nữa. Trong lúc bác sĩ Trần và cha mẹ của Tám Trang đang nói chuyện với nhau thì bác sĩ Trần đã nhận được một cuộc điện thoại, và lúc đó bác sĩ Trần đã xin lỗi cha mẹ của Tám Trang để đi về có một công việc riêng, không biết đó là công việc gì. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khi mà Thuyết nghe được câu chuyện này rồi và nghe đến câu chuyện thứ hai thì mới biết rằng đó chính là cái cuộc điện thoại có vẻ như của một ai đó đã thông báo cho bác sĩ Trần hãy đến nhà Tuấn. Vâng, thưa các bạn, ở đây Thuyết không biết rằng là ai gọi điện cho bác sĩ Trần mà tự nhiên bác sĩ Trần lại coi như là xin lỗi cha mẹ của Tám Trang và bỏ đi công việc. Và công việc ở đây chính là đến nhà Tuấn. Hiện tại chiều nay các bạn biết không, khi mà Tuấn đang cùng cái anh Vinh mà có đứa con tên là có con thằng bé nhầm lẫn với con của Ngân và Hùng đó, tên là Quang Đen đó, thì khi mà họ đang ở ngôi chùa cùng với Ngân để coi như nhờ các sư thầy để mà thắp hương cho khi mà Vinh đã chuyển cái di ảnh của vợ mình từ dưới Phạm Nho trở về cái ngôi chùa đó nhờ các sư thầy cúng bái ở đây, thì khi câu chuyện đó đang diễn ra ở ngôi chùa thì tại ở nhà Tuấn, người vợ của Tuấn bất ngờ đã xuất hiện. Vâng, thưa quý vị và các bạn có nhớ người vợ cũ của Tuấn không ạ? Thuyết chỉ biết rằng bà ấy tên là Hạnh. Vâng, ở đây gọi là bà thì hơi già, gọi là chị đi, bởi vì không biết là Hạnh bao nhiêu tuổi. Nhưng mà Tuấn năm nay 42 tuổi thì chắc là Hạnh nhiều lắm cũng chỉ tương đương với tuổi đó, nhưng mà có vẻ như là trẻ hơn rất nhiều các bạn. Thì ở đây Hạnh đã bất ngờ xuất hiện ở nhà Tuấn với cái lý do để trở về thăm gia đình, nhưng mục đích lại muốn coi như là để đuổi Phạm Hoa khỏi căn nhà của mình. Theo thông tin Thuyết được biết, khi mà chị Hạnh này trở về nhà thì lúc đó là chỉ có mẹ của Tuấn này với lại mấy mẹ con của Phạm Hoa với bé Ngọc Anh ở nhà thôi. Thì khi mà gặp Phạm Hoa một cái là cái người phụ nữ này không có khách sáo gì cả, giới thiệu luôn rằng là tôi là vợ của anh Tuấn và tôi mới trở về từ Vancouver trở về đây, và tôi yêu cầu chị là đi ra khỏi nhà tôi bởi vì nhà này, căn nhà này là nhà của tôi. Khi Phạm Hoa nghe thấy điều này đã rất là ngỡ ngàng, bởi vì thực chất Phạm Hoa không biết mặt vợ của Tuấn là ai, mà cũng chưa từng nghe cái câu chuyện là Tuấn và vợ Tuấn bỏ nhau như thế nào như thế nào. Bởi vì các bạn biết đó, Phạm Hoa là trong cái thời điểm mà trước đây khi mà chị Hạnh này trở về từ Toronto, trở về từ Vancouver đến Toronto đã một lần đánh ghen với Tám Trang, các bạn còn nhớ không ạ? Thì cái lần đó chính là chính Phạm Hoa cái đợt đó là đang ở trên thành phố Quebec, cho nên là không biết câu chuyện đó xảy ra. Và từ khi đến nhà của Tuấn thì coi như là cũng chưa bao giờ Tuấn kể lại chuyện về vợ con của mình cả. Phạm Hoa chỉ biết rằng là Tuấn, vợ chồng của Tuấn đã chia tay nhau và có một đứa con gái 8 tuổi chính là Ngọc Anh. Thì các bạn biết trong thời gian vừa qua, khi mà Phạm Hoa trở về nhà Tuấn thì cả gia đình rất là vui vẻ, nhất là mẹ của Tuấn và bé Ngọc Anh. Tự nhiên có thêm ba mẹ con của Phạm Hoa thì đây là một niềm vui quá lớn, bởi vì mẹ của Tuấn thì rất là thèm người. Những người già bên đây thì không có ai coi như hàng ngày coi như là nói chuyện chơi bời gì cả, thành ra họ buồn. Và đến khi gặp Phạm Hoa thì không khác gì cá gặp nước. Trong khi đó bé Ngọc Anh cũng như vậy, bởi vì nó tự nhiên có thêm hai người bạn, đó chính là cái thằng Huy 6 tuổi con của bác sĩ Trần với Phạm Hoa, và đứa em của Huy 3 tuổi nữa. Cho nên ở đây là bé Ngọc Anh rất là thích hai đứa bé này. Khi thấy mẹ trở về thì Ngọc Anh cũng rất bình thường, cô bé này biết là mẹ của mình, nhưng mà có vẻ như là cái Ngọc Anh rất là hiểu chuyện. Khi mà thấy mẹ mình đuổi Phạm Hoa đi thì coi như là chính Ngọc Anh đã ngăn cản mẹ, là nói rằng là mẹ không được đuổi cô ấy đi. Cô ấy đi thì làm sao con còn có bạn chơi ở đây nữa, mà cô ấy rất tốt, bố rất thích cô Phạm Hoa. Ở đây là bé Ngọc Anh đã nói với mẹ của mình như vậy. Trong khi đó thì mẹ của Tuấn cũng bảo vệ, là nói rằng là cô đã đi suốt bao nhiêu năm nay rồi thì bây giờ cô trở lại, cô không có cái quyền hành gì cả, đợi Tuấn nó về nó giải quyết. Còn thì cô cũng có cái quyền gì để đuổi ai ra khỏi cái nhà này, bởi vì cô đã đi rồi, đi khỏi cái nhà này rồi. Thì trong câu chuyện này thật sự ra là chính bây giờ bản thân Thuyết cũng không biết cái câu chuyện là vợ chồng Tuấn chia nhau theo cái kiểu chia tay nhau theo cái kiểu gì. Trước đây Thuyết đã từng nghe nói rằng
người bà chính mồm bà Hạnh nói ra rằng là khi chia tay nhau là lúc đấy là hai vợ chồng có 500.000 đô và cái căn nhà đó chính là cái căn nhà này để cái làm thành cái cửa hàng bán hàng ăn, và ở đây chính bà Hạnh là người tự nguyện cho Tuấn là cái căn nhà này với lại cái số tiền đó, tức là không chia đôi. Hai vợ chồng nếu mà chia tay nhau là chia đôi, nhưng mà chính bà Hạnh này đã đợt trước Thuyết đã từng nghe bà nói là đã cho Tuấn tất cả để cái số tiền đó, cái căn nhà đó và số tiền đó để coi như cho con cái sau này được hưởng. Thì bây giờ bà đã bỏ đi rồi, nhưng vì một lý là do nào đó thì bà ta đã quay trở lại đây và bây giờ tức là muốn đuổi Phạm Hoa ra khỏi nhà và muốn trở lại với Tuấn. Thì ngay sau đó thì giữa mẹ của Tuấn và cái chị Hạnh này xảy ra một cái cuộc cãi vã nhau đấy, bởi vì mẹ Tuấn thì bảo vệ Phạm Hoa, nói rằng bây giờ đã vợ chồng đã bỏ nhau rồi thì cô lên không lên đến đây nữa, ví dụ đến đây thăm con là ok nhưng đến đây gây chuyện thế loại thế kia là không được phép đó. Mẹ của Tuấn nói là như vậy, nhưng mà coi như Phạm Hoa, à quên, bà Hạnh này rất là ghê gớm, đòi coi như là đuổi Phạm Hoa ra khỏi nhà. Trong khi đó Phạm Hoa không hiểu đầu đuôi tai nheo gì cả, thì thấy như vậy thì Phạm Hoa cũng chủ động rút lui, nhưng mà Phạm Hoa nói rằng là bây giờ cô về bất ngờ như thế này mà bắt tôi chuyển đi thì tôi cũng không biết chuyển đi đâu, bây giờ để tôi liên lạc với một số chủ nhà khác cái chỗ nào để cho có thể thuê được thì tôi sẽ tìm để thuê, và khi thuê được cái tôi sẽ nhanh chóng tôi sẽ rút lui thôi đấy. Thì Phạm Hoa đã coi như là nhún nhường mình và nói chuyện với chị Hạnh này là như vậy. Trong khi đó thì khi xảy ra câu chuyện này thì chính mẹ của Tuấn đã gọi điện cho Tuấn. Thì khi đó thì Tuấn đang ở ngôi chùa cùng với anh Vinh và với Ngân, tất cả mọi người đang cúng bái cái cúng bái cho cái vong hồn của vợ anh Vinh này đã chết trong cái lúc mà sinh đẻ cái bé Quang Đen kia. Vâng, sau khi mà nghe được cái câu chuyện rằng là vợ cũ của mình trở về và đuổi Phạm Hoa ra khỏi nhà thì lúc này coi như là Tuấn đã cấp tốc coi như trở về nhà. Xin phép mọi người ở đây là lúc ấy là coi như là để đi về nhà luôn lập tức. Khi Tuấn về đến nhà thì câu chuyện của mẹ mình với lại vợ cũ vẫn đang xảy ra hơi bị căng thẳng, bởi vì người mẹ của Tuấn rất là yêu quý Phạm Hoa. Thuyết cũng không hình dung ra nổi rằng là mẹ của Tuấn yêu quý như thế nào, nhưng bảo vệ Phạm Hoa rất kịch liệt. Chính mẹ của Tuấn còn đuổi cái chị Hạnh này ra khỏi nhà đó, còn chị Hạnh kia thì lại lấy quyền rằng là đây ta là chủ nhà cũ cho nên là ta đuổi cái người lạ đi. Đại khái câu chuyện là như vậy. Khi Tuấn trở về thì hai vợ chồng giáp mặt nhau thì Tuấn đã nói thẳng là bây giờ giữa tôi và cô đã không còn cái quan hệ vợ chồng với nhau nữa rồi, cô trở về đây thăm con là ok, tuy nhiên là khi về đến nơi thì phải tuân thủ ở trong cái chuyện gia đình, không được láo loạn thế nọ thế kia đó. Thì ở đây là coi như là từ trước đến nay là cô nói cái gì tôi vẫn giữ nguyên như vậy. Bây giờ cô về đây là cô không có quyền gì đuổi Hoa ra khỏi nhà này. Và tôi muốn hỏi cô là mục đích tại sao cô về đây với mục đích gì và tại sao cô lại đuổi Hoa? Thì cái vợ cũ của Tuấn này đã nói rằng trước kia tôi và anh coi như là tôi đã tuyên bố là tôi cho anh, nhưng mà cho anh gọi là theo cái kiểu như để lại cho con cái thôi. Bây giờ anh dẫn một người lạ về đây để mà sinh sống như này tôi không chấp nhận được. Biết đâu coi như là tiền bạc coi như anh cho hết của người ta. Bây giờ tôi yêu cầu anh là phải coi như là không cho ai cái gì cả trừ thế này. Trước đây tôi có hứa với anh rằng ví dụ như anh lúc đó là lấy 8 trang thì cái chuyện đó là chuyện ok, là tôi đồng ý. Còn thì bây giờ một người lạ nào đó hoàn toàn tôi không biết người đó là ai thì tôi không chấp nhận. Tự nhiên bây giờ anh đưa một người lạ đến để coi như bao nhiêu tiền bạc của tôi để lại cho con cái của tôi và nhà cửa tôi cũng để lại cho con cái của tôi. Bây giờ một người lạ tự nhiên được hưởng tôi không thể chấp nhận. Theo thông tin mà Thuyết được biết thì không biết là trước đây vợ chồng Tuấn chia tay nhau như thế nào về cái chuyện phân chia tài sản. Bởi vì theo như là ví dụ như là Thuyết hiểu á, có những đôi vợ chồng, nhiều đôi vợ chồng người ta không cần ra tòa, chẳng hạn như vợ chồng Thuyết cũng vậy, không cần ra tòa mà người ta chỉ cần thông qua một người, có đôi khi là mình coi như là không phải là cả luật sư nữa, có nghĩa có một người môi giới người ta chuyên làm công việc này, bởi vì đợt đó là Thuyết không biết tiếng Anh sẽ dùng một cái người coi thông qua môi giới, thì người ta lại có liên kết với luật sư và người ta làm cho tất cái thủ tục từ A đến Z, tức là cái thủ tục viết đơn ly dị và trong đó có những điều khoản nào như thế nào, sau đó mình chỉ việc ký vào. Sau đó là hai người khi mà họ hẹn được luật sư một cái thì họ dẫn hai người vợ chồng đến cái chỗ văn phòng luật sư ký vào một cái, coi như như vậy là xong. Như vậy là sau đó độ khoảng một tháng sau là tòa án tự gửi giấy về.
thì gửi giấy về là chứng nhận ly hôn, tức là sau khi mà gửi giấy về trong vòng 1 tháng thì người đó, hai người đó tự quyền được quyết đi lấy vợ hoặc lấy chồng. Đấy. Cái vấn đề là nằm trong cái bản ly dị đó, trong cái tờ giấy ly dị đó là tài sản phân chia như thế nào, con cái phân chia như thế nào. Là ở đây Thuyết không hiểu vợ chồng Tuấn là trước đây bỏ nhau thì phân chia ra sao. Nhưng theo câu chuyện mà hai vợ chồng nói nhau thì Tuấn đồng ý như thế này. Bởi vì sau khi mà căng thẳng xảy ra thì người vợ của Tuấn là cái chị Hạnh này lúc đấy đã thú thật. Thú thật cái câu chuyện rằng bây giờ chị ta đã tay trắng tay, có nghĩa trước đây các bạn biết rằng Hạnh là một người phụ nữ trước đây cùng với Tuấn đã từng đi trồng cái cây cần sa lậu ở trên Vancouver, không biết mà là bao nhiêu năm đó, tương đối là lâu lắm. Hai vợ chồng đã tích bóp được một cái số tiền và sau này trở về mua cái căn nhà ở Toronto để bán Hà Lan, trong khi đó vẫn dư ra được một khoản tiền. Không biết căn nhà đó là trả liền một lúc hết tiền hay là trả theo kiểu trả góp thì mình ở đây cũng không biết nữa. Những cái chuyện đó thì không ai dám hỏi đúng không ạ? Chuyện riêng của người ta không ai dám xâm phạm vào. Tuy nhiên bây giờ thì Hạnh đã thú nhận rằng là mình xin kể lốt, tức là trước đây hai vợ chồng lên đó làm ăn thì chính cái quan hệ khi lên đó thì cái người vợ của Tuấn này lại nằng nhằng với chủ chủ trồng cây cần sa lậu đó. Và sau khi về một thời gian ở tại coi như là Toronto thì chính vợ Tuấn đã bỏ Tuấn để đi lên với người đàn ông trên kia đó, tức là nói cho trắng phớ ra là đi theo trai. Và ở đây là ra điều ta đây, cái người kia là một trùm xã hội đen có quá nhiều tiền trên là không cần tiền và cho Tuấn cái số cái căn nhà và coi như số tiền đó với mục đích để sau này cho bé Ngọc Anh, tức là để Tuấn số tiền đó nuôi con. Nhưng hôm nay trở về thì coi như là người vợ của Tuấn tên là Hạnh này thì lại nói rằng bây giờ tôi không còn tiền bạc gì cả, trắng tay. Người đàn ông kia người ta đã đi lấy một cái người phụ nữ trẻ trung, người ta mang những người phụ nữ trẻ trung về sống cùng với nhau, người ta đuổi tôi đi và bây giờ tôi tay trắng tay rồi và bây giờ tôi về tôi muốn lấy lại cái số tài sản của tôi. Đó. Ở đây thì không biết là Thuyết đã nói là không biết họ trước đây ra tòa thì phân chia tài sản như thế nào. Nhưng Tuấn đã hứa một điều, Tuấn nói bây giờ trong tình cảnh của cô như vậy, nếu cô muốn chia về cái tiền, nhà cửa thì bây giờ tôi nói với cô rằng là không thể là bán chắc được trong cái chuyện nhà cửa này. Bởi vì cái nhà này có thể là để kinh doanh là một, cái thứ hai để con cái thứ ba là mẹ của tôi đã sang đây rồi. Đấy. Còn cái vấn đề tiền bạc trong chuyện này thì tôi có thể thu xếp để trả cô, nhưng hiện tại là không có tiền. Lý do tại sao? Lý do Tuấn nói rằng trong những hôm vừa rồi là Tuấn đã đầu tư tất cả tiền bạc, số tiền vốn có từ trước đến nay đầu tư vào cái công xưởng gỗ mà hiện tại Tuấn và một người bạn đang đầu tư để làm coi như là làm cái gì nội thất này, trang trí nội thất gì đó, đại khái về nghề mộc. Đấy, tất cả tiền bạc của Tuấn đã đầu tư vào chuyện đó rồi. Chết là bây giờ là rút tiền ra không rút được, mà trong chuyện đó là phải từ 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 từ. Nếu mà người vợ cũ của Tuấn muốn lấy tiền thì phải từ từ. Đó trên trong chuyện này, bây giờ là Tuấn yêu cầu mà Hạnh, tức là Hạnh là vợ cũ của Tuấn, yêu cầu là Hạnh phải đi khỏi nơi đây, không được gây phiền hà. Đó. Bởi vì bây giờ ở đây mà tự nhiên đuổi đuổi Phạm Hoa đi là không được. Khi mà Tuấn yêu cầu là Hạnh đi khỏi nhà thì Hạnh đã không nhất trí. Đấy. Hai vợ chồng rất là xung khắc nhưng mà Hạnh không chấp nhận đi khỏi nhà, bởi Hạnh nói rằng đây là nhà của tôi không phải đi đâu cả. Thì chính lúc mà vợ chồng Tuấn đang căng thẳng như vậy thì chính lúc đó là bác sĩ Trần đã xuất hiện. Vâng, Thuyết đã kể từ đầu câu chuyện là không biết ai là người đã gọi điện cho bác sĩ Trần và bác sĩ Trần đã coi như là đã xin phép cha mẹ của Tám Trang để đi có công việc. Thì đó chính là cái người nào đó đã thông báo rằng là cái câu chuyện của nhà Tuấn đang diễn ra như vậy. Và bác sĩ Trần không biết bằng một cái thông tin nào đó đã biết hết được câu chuyện và khi đến đây là bác sĩ Trần có cái ý muốn là đưa Phạm Hoa rời khỏi nhà. Bác sĩ Trần nói là bây giờ người vợ của Tuấn đã trở về rồi và coi như là có thể họ sẽ ở cùng nhau như vậy và nhà cửa là của người ta, cho nên là bây giờ Phạm Hoa không lên ở đây nữa mà đi trở về nhà. Cái căn nhà của bác sĩ Trần thuê mà hôm mà Phạm Hoa bỏ đi vẫn để nguyên đó. Đấy. Bác sĩ Trần thuê là có một cái hợp đồng không biết là từ 6 tháng hay 1 năm gì đó. Cho nên là hiện tại kể cả không ai ở thì bác sĩ Trần vẫn phải trả tiền nhà cái căn nhà đó. Cho nên là khi đến bác sĩ Trần đến đây một cái là bác sĩ Trần nói với Phạm Hoa là nên đi về căn nhà cũ. Khi thấy bác sĩ Trần đến thì Phạm Hoa rất hoảng hốt. Theo như Thuyết biết đây là lần đầu tiên bác sĩ Trần và Phạm Hoa giáp mặt nhau từ hôm Phạm Hoa bỏ trốn.
Đấy. Những hôm trước là coi như bác sĩ Trần và Phạm Hoa nói chuyện với nhau là chỉ thông qua điện thoại mà thôi. Mà đặc biệt Tuấn là không cho bác sĩ Trần vào nhà. Đến hôm nay câu chuyện đang xảy ra trong nhà thì bác sĩ Trần tự nhiên nù lù xuất hiện. Cho nên là hôm nay là Phạm Hoa không có cách nào để trốn chạy. Lúc đó đang câu chuyện đang diễn ra như vậy và Phạm Hoa phải đối mặt với bác sĩ Trần. Và ngay lập tức bác sĩ Trần đã nói với Phạm Hoa những điều như thế. Thì ở đây chính lúc đó là bác sĩ Trần và Tuấn đã gây ra một cái sự căng thẳng, bởi vì Tuấn nói rằng ai cho phép ông vào đây và tôi yêu cầu ông đi ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát, mà nếu ông cố tình tôi sẽ có thể là động tay động chân với ông. Nói thật là không phải là Tuấn nữa mà bất cứ ai gặp 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 bác sĩ Trần mà có một điều gì xung khắc với bác sĩ Trần thì cũng có thể nói rằng khi mà phải đối chọi với bác sĩ Trần thì thật sự là khó xử. Bởi vì sao? Bởi vì cách đối chọi với bác sĩ Trần không phải đơn giản. Trong khi mà Tuấn có vẻ rất là nóng tính sừng cồ lên như vậy thì bác sĩ Trần vẫn rất là mềm mại. Bác sĩ Trần vẫn nói bình thường rằng là ô tại sao coi như là tôi không có làm một cái điều gì đến mức độ quá đáng cả mà lúc nào anh cũng đe dọa động chân động tay với tôi. Anh có biết rằng là khi anh đánh tôi một cái thì coi như là pháp luật sẽ can thiệp và lúc đó sẽ là to chuyện. Chính bản thân anh đối đầu phải coi như là đi tù. Rõ ràng là anh hiểu luật mà tại sao lúc nào anh cũng đe dọa tôi? Mà trong khi đó thiện ý của tôi chỉ đến muốn nói với Phạm Hoa là để Phạm Hoa đi về, không gây phiền hà đến cho anh và đến vợ của anh nữa. Chứ tôi có làm cái điều gì coi như là xấu xa đâu mà anh lúc nào cũng đe dọa, động chân động tay với tôi. Lúc này thì chàng trai tên là Tuấn này rất bị ức chế. Tuấn đã nói rằng ông là cái kẻ mặt dày. Bây giờ tôi nói với ông là khi mà ông đến nhà ai á, được phép người ta cho vào thì ông mới vào được trong nhà. Còn ông tự nhiên ông lao vào á, thì không khác gì một kẻ cướp. Tôi có quyền đánh gãy chân ông ấy, chứ không phải là chuyện đùa. Cho nên là ông là một cái người mặt dày, mặt dạn mày dày. Nói như thế nào thì ông cũng cứ nhăn nhở ra. Cái chuyện của gia đình nhà tôi, ông không có quyền can thiệp vào. Và cái chuyện của Hoa lại đặc biệt, ông lại càng không có quyền can thiệp. Bởi vì Hoa có cần ông can thiệp đâu. Hoa sợ ông đã phải chạy trốn khỏi khỏi ông rồi. Tại sao ông lại cứ cố tình để coi như là muốn níu kéo cái chuyện này là sao? Trong lúc Tuấn cả bác sĩ Trần đang căng thẳng thì chính lúc đó cái ông bác sĩ gia đình David Chiêm lại là xuất hiện các bạn. Ở đây là trong lúc đang ở ngôi chùa, các bạn biết rằng là hôm nay đang ở chùa thì chính ông David Chiêm cũng đang ở ngôi chùa đó cùng với Ngân này, với Tuấn này, với lại chàng trai tên là Vinh kia, bởi vì chính ông David Chiêm là đi xuống ở dưới cùng cái farm nho để đưa cái di hài của vợ cái người đàn ông tên là Vinh để về ngôi chùa đó. Và khi mà thấy Tuấn nhận được cuộc điện thoại của mẹ ấy, là gọi về nhà là có chuyện nu bu rồi, thì lúc này là ông David James đã hiểu rằng là có một cái chuyện gì đó đến với Tuấn. Chính vì vậy mà ông ta sau khi Tuấn về một tí một cái thì ông ta đã coi như là ra xe, ông ta đi về nhà Tuấn để xem có chuyện gì xảy ra. Và khi thấy bác sĩ Trần và Tuấn đang căng thẳng xảy ra cái câu chuyện như vậy, bởi vì rõ ràng ông bác sĩ gia đình này rất quan tâm tới cô gái tên là Hoa, Phạm Hoa, bởi vì Phạm Hoa là chồng của Quân. Chính ông bác sĩ gia đình đã là người coi như lần trước đã bảo vợ chồng Quân đã bảo Phạm Hoa này muốn kiện và chú của Quân để kiện bác sĩ coi như bác sĩ Trần đấy. Cho nên là khi bây giờ là Tuấn thấy có chuyện ở nhà Tuấn mà Phạm Hoa đang ở đó, cho nên là ông bác sĩ gia đình đã nghĩ rằng câu chuyện này chắc chắn có gì đó liên quan tới Phạm Hoa, cho nên là ông ấy mới quay trở về nhà Tuấn. Và khi gặp bác sĩ Trần ở đây thì và khi mà nghe được một chút, khi mà đến nơi được một chút, ông bác sĩ gia đình đã hiểu tất cả câu chuyện. Trong lúc Tuấn cả bác sĩ Trần đang cãi nhau thì chính ông bác sĩ gia đình đã hỏi chuyện là mẹ của Tuấn, và mẹ của Tuấn cũng đã kể sơ sơ lại, tóm tắt lại tất cả câu chuyện từ đầu đến cuối. Thì ngay lập tức ông bác sĩ gia đình đã tuyên bố với bác sĩ Trần rằng nếu mà ông không rời khỏi đây thì tôi chỉ trong 5 phút nữa, tôi cho ông 5 phút nữa, ông thích nói gì thì nói đi. Trong 5 phút ông không rời khỏi đây thì tôi gọi ngay cảnh sát đến can thiệp. Thay vì cái chuyện đối đáp với lại ông bác sĩ gia đình David James thì bác sĩ Trần lúc này thì lại coi như là vẫy tay ôm lấy cái thằng cô Huy. Vâng, đã mấy ngày rồi bác sĩ Trần coi như là không được ôm ấp đứa con của mình. Bác sĩ Trần cứ ôm lấy cái thằng Huy thôi. Mà thằng Huy thì coi như là cũng rất thích bác sĩ Trần. Cả em gái của Huy nữa, tức là hai đứa con của Phạm Hoa đều ra ôm lấy bác sĩ Trần.
Các bạn biết rằng trong cả một thời gian dài ở chỗ mà nhà bác sĩ Trần thuê, thì chính bác sĩ Trần đã dạy, đưa cả coi như là thầy giáo dạy bơi về tập bơi cho hai đứa này, rồi đưa cả thầy giáo dạy nhạc về dạy cho hai đứa. Và cái tình cảm trong suốt những cái ngày đó mà bác sĩ Trần nằm ngủ với thằng Huy, thì chắc chắn cái tình cha con phụ tử ở đây có lẽ nó cũng sẽ là, theo thuyết nghĩ, nó cũng đã bén hơi rồi. Và cái tình cảm này thì không ai có thể ngăn cản được. Và khi thấy mà bác sĩ Trần ôm hai đứa con của mình thì chính Phạm Hoa cũng rơi rớt nước mắt. Phạm Hoa chính cũng đã yếu lòng lắm rồi. Bởi vì nói thật ra là cảm nhận được bác sĩ Trần chính là tình yêu thương con thật sự, cho nên là Phạm Hoa rất yếu lòng. Cho nên là trong lúc này thì Tuấn đã hiểu được cái mưu đồ của bác sĩ Trần, nghĩa là bác sĩ Trần đang đánh vào cái chuyện tình cảm để muốn lôi kéo Phạm Hoa để trở về cái căn nhà đó, để rời xa khỏi đây. Chính vì vậy mà coi như Tuấn đã kiên quyết nói rằng là bây giờ bác sĩ gia đình mà không gọi điện thì tôi gọi điện cho cảnh sát nếu ông không đi khỏi đây ngay. Đó. Cho nên ở đây là khi bác sĩ Trần thấy hai người căng thẳng quá thì bác sĩ Trần đã nói lời tạm biệt với Phạm Hoa với hai đứa con, là bác sĩ Trần ra về. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nghe trong câu chuyện này, nói thật với các bạn, Thuyết cũng cảm thấy rất xót xa cho bác sĩ Trần. Có nhiều bạn cứ nói rằng Thuyết bênh bác sĩ Trần, nhưng mà Thuyết cũng là một người cha, mà bác sĩ Trần cũng là một người cha. Cái tình cảm mà cha con không được gặp nhau như vậy, nói thật với các bạn, khi chẳng hạn gặp, nếu Thuyết là bác sĩ Trần thì Thuyết cũng phải khóc thôi, bởi vì tự nhiên cha con phải xa cách nhau. Không biết một cái lý do nào đó mà Phạm Hoa không nói ra sự thật khiến cho bác sĩ Trần và thằng Huy phải xa nhau. Cho nên ở đây là một cái tình cảm mà ai có thể chối bỏ được đây. Và tự nhiên nếu Phạm Hoa làm như vậy, tự nhiên làm xa cách cái tình cha con của bác sĩ Trần với thằng Huy. Cho nên ở đây là Thuyết nói rằng Thuyết rất là thương cảm cho bác sĩ Trần trong câu chuyện này. Thì trong vấn đề ở đây thì các bạn biết rằng chính Phạm Hoa cũng có một điều gì đó khó nói với bác sĩ Trần. Tại sao Phạm Hoa không nói thẳng ra đi, mặc dù đó là những câu chuyện nhạy cảm, đúng không ạ? Trong vấn đề bác sĩ Trần ăn ngủ ở tại nhà mình trong những hôm mà từ lúc gia đình nhà Tám Trang chuyển đi, thì lúc đó là bác sĩ Trần có thật sự ngủ với Phạm Hoa hay không, hay bác sĩ Trần chỉ có ôm thằng Huy mà ngủ thôi? Thì chuyện này tại sao Phạm Hoa không nói ra mà tự nhiên bỏ chạy như vậy? Thì trong câu chuyện này đến bây giờ chúng ta vẫn chưa được rõ. Nhưng rõ ràng rằng bác sĩ gia đình thì đang cố tình muốn đưa cái câu chuyện để làm sao khép tội bác sĩ Trần là kẻ có tội, đứng đằng sau bao nhiêu những cái vụ xì cát đan, chẳng hạn như cái vụ tráo đổi con chẳng hạn. Và cả cái vụ qua rồi nhưng bây giờ không ai có thể làm gì được, đó chính là vụ chồng của Phạm Hoa là Quân đã đột ngột ra đi. Chính bác sĩ gia đình là ông David Chêm cũng nghi ngờ chính Quân là bị bác sĩ Trần hại. Cho nên là trong chuyện này thì bây giờ không ai có thể nói gì được. Nhưng muốn dù sao chăng nữa thì giữa bác sĩ Trần và ông David Chêm là không có sự hòa giải. Và đặc biệt Tuấn với bác sĩ Trần cũng vậy. Trong khi đó thì Tuấn chấp nhận để cho người vợ của mình ở lại, ngủ lại một căn phòng ở tại nhà để giải quyết công việc. Tuy nhiên Tuấn ra một cái điều kiện rằng người vợ của Tuấn, tức là cái chị Hạnh này, không được phép động chạm hoặc nói năng một câu gì xúc phạm đến Phạm Hoa. Và Phạm Hoa vẫn có quyền ở đây. Đó. Ở đây là để Tuấn ý là giải quyết. Và trong câu chuyện tìm cái cách để giải quyết là với Hạnh, trong cái chuyện là trả lại Hạnh một lửa cái số tiền 500.000 đô. Đây là theo như Thuyết biết nó là như vậy. Còn căn nhà này thì coi như Hạnh không có quyền, bởi vì đã cho vào căn nhà này, là Tuấn nói rằng là đây là của Tuấn và của con. Đấy. Còn thì bây giờ cái số tài sản kia 250.000 đô Tuấn muốn rút ra, bây giờ không thể rút được nữa. Vâng, thưa quý vị, trong câu chuyện này có một cái lý do khác mà Thuyết cũng thấy rất khó hiểu. Đó chính là lý do tại sao ai là người điện thoại cho bác sĩ Trần đi đến đây. Đấy. Không biết tại sao mà lại có một người nào đó điện thoại cho bác sĩ Trần trong khi bác sĩ Trần đang ở nhà Tám Trang, mà câu chuyện ở nhà Tuấn đang xảy ra như vậy mà bác sĩ Trần lại biết, lại bụp một cái lại nào đến. Đây là một điều mà đến bây giờ Thuyết vẫn đang băn khoăn. Và thật sự khi mà Thuyết đặt ra câu hỏi này với Tuấn thì Tuấn cũng bảo đúng là điều này có một cái gì đó rất là khó giải thích trong câu chuyện này. Chắc chắn là ông bác sĩ Trần có nhiều tay chân thế nọ thế kia để thông báo cho ông ta biết. Và đây là lời lẽ của Tuấn thôi. Tuấn cũng nói rằng không biết tại sao vợ của Tuấn tự nhiên lại trở về như vậy. Rất là bực mình trong câu chuyện này. Nói thật với quý khán thính giả rằng trong câu chuyện của vợ Tuấn với vợ của Thuyết cũng có những cái, nó có những cái tựa giống nhau. Hiện đại Thuyết cũng xin chia sẻ rằng vợ của Thuyết cũng ở khu vực Vancouver và vợ của Tuấn cũng ở khu vực đó và tự nhiên trở về. Và ở đây thì tất nhiên là
Tuấn thì có vẻ như là cứng rắn hơn Thuyết rất nhiều trong cái câu chuyện này. Nhưng trong cái câu chuyện ly hôn này, Thuyết cảm thấy đã có ra một cái bài học nhớ đời ở đây. Có nghĩa là sao? Khi khi Tuấn hoặc một ai đó nếu làm ly hôn thì chúng ta phải làm chắc chắn hơn. Có nghĩa trong cái tờ giấy ly hôn đó, ly dị đó là chúng ta phải làm thật rõ ràng. Chẳng hạn phân chia tài sản nó minh bạch ra thì người ta không thể quay lại được nữa. Đấy. Một khi hoặc là chia đôi sòng phẳng từ đầu. Chứ còn thì cứ đến coi như là bỏ đi mấy năm đi theo dai rồi, đến khi coi như gặp chuyện nọ chuyện kia rồi bắt đầu quay trở lại để làm phiền. Người ta không nghĩ đến những đứa con, không nghĩ đến những người chồng phải nuôi con như vậy và những cái xáo trộn trong cuộc sống. Nói thật với các bạn rằng đôi khi quá đau đầu về những cái chuyện đó, suốt ngày điện thoại lấy cớ nọ lấy kia rồi những cái tin nhắn. Mà nói thật với các bạn, hiện tại Thuyết phải chặn luôn cả tin nhắn, chặn luôn cả điện thoại, có nghĩa là không liên kết gì nữa. Bởi vì thật sự là quá đau đầu luôn. Người ta chỉ nghĩ cho bản thân người ta, chứ người ta không nghĩ đến những đứa con. Những đứa con là những đứa đứa trẻ bị khổ nhất, nhưng người ta không nghĩ thế. Nếu người ta nghĩ vậy thì người ta phải biết được là đơn giản nhất, đúng không ạ? Biết nghĩ vậy thì người ta đơn giản nhất là phải cùng chia sẻ. Ví dụ như đi làm ăn, được tiền thỉnh thoảng người về giúp đỡ để nuôi con chẳng hạn. Hoặc động viên con cái thế nọ thế kia, tạo điều kiện để cho làm sao con cái nó vui vẻ tất cả mọi thứ. Nhưng đây chỉ có năng mang đến những cái sự căng thẳng mà thôi. Trong phần cuối của video này, Thuyết xin cảm ơn bạn Phạm Hồng Anh rất rất nhiều. Bạn ấy vừa viết một lời bình luận dài như một lá thư. Trong cái lời bình luận này, nó liên quan tới câu chuyện tình của Thuyết, nhưng Thuyết cũng không muốn chia sẻ tới tất cả quý khán thính giả nữa. Tất cả quý khán thính giả có thể nhìn vào cái lời bình luận của bạn Phạm Hồng Anh thì có thể đọc được rồi. Bởi vì câu chuyện riêng của Thuyết với Võ Ái Khanh, Thuyết không muốn nhắc tới nhiều nữa. Nó cũng là một câu chuyện khiến Thuyết rất là không biết nói sao cả. Tất nhiên là mình đã đưa ra một cái hướng giải quyết, nhưng vẫn cứ lẩn vẩn đâu đó những cái câu hỏi rằng là như vậy đã làm đúng cái gì mà lương tâm của một con người hay chưa? Liệu mình cư xử như vậy thì mình có phải có những cái điều gì hối hận về sau này hay không? Bạn Phạm Hồng Anh đã quá hai lần để nói với một câu với Tuyết rằng là anh là một người quá tàn nhẫn đối với chị Võ Ái Khanh. Những cái câu trách cứ này của bạn Phạm Hồng Anh thì Thuyết xin cảm ơn bạn rất rất nhiều, bởi vì những cái câu trách đó có thể là sẽ giúp Thuyết đưa ra những cái hướng giải quyết để mà cho câu chuyện nó tốt hơn. Và Thuyết không có cái gì trách cứ bạn ấy cả. Một lần nữa xin cảm ơn bạn Phạm Hồng Anh và cảm ơn tất cả những quý khán thính giả đã động viên Thuyết theo dõi kênh của Thuyết trong suốt thời gian qua. Và xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn trong những video sau.